kể đến phó giáo sư là của bạn Đình Tùng. Xin chào phó giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Dinh, nhờ bác sĩ tư vấn giúp cháu. Cháu làm nhân viên kinh doanh nên phải nói rất nhiều, hay bị mất tiếng. Hai tuần trước cháu đi khám thì phát hiện ra mình bị hạt xơ dây thanh và phải chuẩn bị phẫu thuật. Cho cháu hỏi sau khi phẫu thuật cháu cần làm gì để có thể nói nhiều mà không bị mất tiếng. Hạt xơ dây thanh phẫu thuật xong có sợ bị tái phát nữa không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng. Ở nghề của bạn là phải cái nghề kinh doanh đúng không? Phải nói nhiều. Và chính vì nói nhiều thì bạn xuất hiện cái bệnh thông thường hay gặp ở người nói nhiều, đấy là cái hạt xơ dây thanh. Thế thì hạt xơ dây thanh thì nó mọc lên ở trên bề mặt và sẽ được bác sĩ chỉ định làm tiểu thủ thuật là cắt cái đấy đi. Thế thường cắt xong thì tiếng nói trở về bình thường. Nhưng mà bạn phải nghỉ giọng ít nhất là một tuần thì bạn có thể công tác bình thường được. Thì theo mình thì bạn cứ bình tĩnh thôi, bởi vì sau phẫu thuật xong thì nó sẽ trở lại và bạn có thể nói được như trước. Thế mà tất nhiên thì để cho phục hồi nhanh chóng thì bạn tập thể đúng cái chế độ bác sĩ đã khuyên. Cái thứ hai tức là bạn phải nghỉ giọng ấy, và nói không nên nói to và nói nhiều. Khi mà cần nói thì bạn không nên nói nhiều quá và nói giọng to quá. Thế và ngoài ra thì bạn có thể uống thêm cái thực phẩm tiêu khiết thanh, cái này rất là tốt, hỗ trợ cho những người bệnh lý của cái dây thanh. Thế còn bạn có phàn nàn rằng là cắt xong nó có bị lại không? Thì cái hạt xơ dây thanh thì theo chúng tôi theo dõi, cắt mà tái phát hay không phụ thuộc rất nhiều vào bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân mà có bệnh lý kèm theo, ví dụ như viêm xoang sau này hả? Nếu mà bạn bị viêm xoang sau mà không giải quyết cái xoang sau đi thì mủ vẫn tiếp tục xuống và bạn vẫn cứ bị viêm. Thế vì vậy nên là bạn phải giải quyết tốt các bệnh lý ở đường mũi họng. Thế và đồng thời là bạn phải giữ gìn cái giọng nói của mình bằng cái điều chỉnh giọng nói.